Hello, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày cuối tuần này. Hiện tại thì Đức đang có mặt ở trung tâm Winker quận nhất Sài Gòn. Hôm nay thì đưa gia đình mẹ Hằng vào đây để đi tham quan mua sắm và ăn uống trong đây. Sau đó đi xe buýt Vua Trần dạo trưa trung tâm Sài Gòn. Đức chia sẻ lại những hình ảnh này cùng mọi người xem nha. Đây là quán Wrap and Roll nha. Những cái món ăn đặc trưng của Việt Nam nè. Tại trung tâm Wincom ở tầng B3 nha mọi người. Đây, mẹ Hằng chút thêm nè, với Trang nè. Hôm nay xuống đây ăn thử nha. Quán buổi chiều tối cũng khá là đông ha. Trong nhà hàng Wrap and Roll này có rất là nhiều món nha mọi người. Nó thấy là nhiều món gỏi lắm nè. Có nhiều cái món cuốn đúng không em? Đúng rồi. Đây, cuốn diếp bò, cuốn diếp tôm thịt, rồi bánh bột lọc, chả dọi, tẩm lum hết nhiều lắm. Rồi mấy cái đặc biệt phía sau phải không? Mấy cái mâm này. Nhưng mà có cái mâm nào mà gọi là combo á? Combo thì có combo 599 ạ. Ok, mấy cái combo này thì có ai là cái này 4 người trang là thoải mái nè. Đấy rồi, có hai cái combo 599.000 này. Cái combo này thì có bò cuộn lá lốt, chả giò nè, rồi gỏi cuốn, gỏi bò bắp thấu, cơm tay cầm cá hồi, lẩu gà lá quế. Còn cái combo này là bánh ướt chả tôm, bánh ướt cuốn thịt nướng, rồi chạo tôm nướng mía, cơm tay cầm gà nấm, gỏi xoài tôm tôm khô, lẩu cua đồng, chả hoa bắp bò. Hai cái này đều hấp dẫn. Cái này từ 4 đến 5 người hả? Ok, chắc là chọn cái này đi. Order cái này nè. Đầu tiên là món xoài gà lá dứa rồi mọi người. Xôi gà lá dứa nha. Đây, cái món xôi này nhìn cũng hấp dẫn quá nè. Cái mùi gà lá dứa này nướng thơm lắm. Đây, có cái gì đây? Muối mè nè, rồi tương ớt nữa, rồi đồ chua. Cái này ăn kèm với đồ chua cho đỡ ngán nữa. Đúng rồi, mình tấp cái đó lá dứa là nó gà nướng trong đó đó. Một cái combo này có gỏi bò, rồi gỏi cuốn, bánh phồng. Rồi có chả giò luôn. Đây là một cái combo này, mọi người. Combo này có nhiều món lắm nè. Còn mấy món nữa, hình như còn cái lẩu nữa. Xôi lá dứa chấm với bánh mè. Gà nướng lá dứa. Ngon quá, yummy. Cái gì đi? Cơm chiên cá hồi nữa, cũng nằm trong cái combo này luôn nè. Kinh nghiệm vô đây kêu cái combo, đừng có kêu món cho nó mẻ. Món món này chỉ kêu thêm cái xèo thôi, còn kêu nguyên cái combo này cũng được. Một món bò lá lốt nữa. Đây, món bò lá lốt này cũng nằm trong combo luôn. Bò nướng lá lốt.
Còn nếu nó nói là ăn kèm với bún, rau, đậu chua, bánh tráng cuốn. Xoài ngon à, xoài gà lá dứa này ngon. Ngon. Không có ăn nước tầm đâu có đồ ngon. Bây giờ thêm cái bánh xèo nữa, bánh xèo là gọi riêng nè. Wow, bánh xèo, rau. À, quá trời đồ ăn luôn. Một miếng cái bánh, một cái bánh phồng và bỏ tí gỏi bò lên. Ăn cái này vậy đó. Này chú thêm ăn bánh xèo nha. Bánh xèo còn đang nóng là ngon nè. Mẹ Hằng ăn bánh xèo. Trang đang ăn cái gì á? Bánh xèo luôn hả? Bánh xèo không á. Cơm chiên cá hồi thì cũng hấp dẫn quá. Bò lá lốt rồi cuốn bánh tráng với rau chấm mắm nêm đó. Rau có rau thơm, salad rồi bún rồi khóm nè, dưa leo, chuối, giá. Quá trời đồ ăn luôn. À, cái món cuối cùng trong cái combo nè mọi người, cái lẩu gà. Wow, quá trời luôn nè. Tôi thấy có gà, rồi có bông bí, rồi rau dền, rồi nấm, rồi bắp chuối. Ôi đủ thứ luôn. À, cái nồi nước lẩu đây nè. Rồi đợi nó sôi tí rồi bỏ vô. Về cái lẩu sôi rồi nè, hấp dẫn chưa, giờ bỏ rau vô, bỏ thêm rau vô, bông bí đó, em thích ăn bông bí bỏ vô, hâm bỏ cái rau muống với mấy cái này là vô trước nè, tại cái bí nó vô nó màu chín lắm, bí là ăn liền. Cái lẩu này trong cái combo cũng bự lắm nha, tôi tưởng nãy giờ tưởng món nhỏ nhỏ mà bây giờ cái lẩu này cũng quá bự luôn. Ăn no rồi. Là cái bill nè mọi người, tổng thiệt hại nè, quá trời món ăn, một combo là 5-6 món rồi mấy ly nước nữa, kêu thêm cái bánh xèo nè, rồi cái xôi gà nữa, tổng thiệt hại là có 932.000 đó nè, có 30 mấy euro à, mỗi đứa 10 euro, một người chưa tới 10 euro luôn, quá rẻ. Grab and roll nha, tầng B3 ở dưới Vincom nè mọi người. Đây nè, mình về nữa nè. Ăn không hết, còn sách đồ về nữa. Bây giờ cả nhà ăn no rồi, sẽ đi bộ ra tí xíu trước nhà hát thành phố để đi cái xe buýt mua trần đi dạo quanh trung tâm Sài Gòn em ơi. Rồi mình đi nha. Ở đoạn đường này là xe buýt đang đi ngang trên cầu Khánh Hội, nó liền giữa quận 1 và quận 4 nha mọi người.
hướng này là từ quận 4 qua quận nhất nè, bên phải là cột cờ Thủ Ngữ, ở dưới là công viên được trang trí làm lại rất là sạch đẹp với nhiều băng đá ghế ngồi, có thể ngồi dạo chơi hóng mát chiều tối rất là thú vị luôn nha. Theo hướng này thì tí nữa sẽ đi ngang qua công viên bến Bạch Đằng nè, gần đây là được treo đèn LED rất là đẹp, tí nữa đi ngang nước sẽ lia mái quay cho mọi người xem nha, với cái đồng ánh sáng lung linh về đêm luôn. Quá trời đông xe luôn, xe 4 bánh, xe 2 bánh, nghẹt luôn nè. Bây giờ thì chắc là ngày cuối tuần nè, buổi tối là mọi người kéo nhau ra công viên ánh sáng ở bến Bạch Đằng á. Cái nghĩ là như vậy, tại vì không có đông lắm, đã gần hết giờ cao điểm của ngày làm việc bình thường rồi mà hôm nay cuối tuần nữa, nhưng mà xe thì đông quá trời. Đèn lộ Hàm Nghi bên trái thì hướng đó ít xe chỉ dành cho xe buýt thôi. Đây tòa nhà Bitexco, biểu tượng một thời của Sài Gòn nha. Còn phía dưới là tòa nhà của Hải quan thành phố nè. Bây giờ đã trùng tu lại sáng sủa lên đèn rất là đẹp luôn nha mọi người. Xe quá trời đông luôn nha. Hướng quận 4 đổ về bên này. Rồi mọi người đi trong khu vực quận nhất cũng dòng dưới cầu nè, đánh dòng lên nên là kẹt xe luôn. Bây giờ xe buýt chỉ nhích từng ly từng tí luôn. Nhưng mà không sao, chiều tối mát mẻ rồi, ngồi trên xe ngắm cảnh như vậy thì nó chậm lại càng hay nữa. Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc mà cũng mà không chỉ là những ngày cuối tuần mọi người đi chơi đông như thế này, đông thì vui thôi. Đây bên phải là những cái cột cờ của khối ASEAN, các nước trong khối Đông Nam Á nha. Cờ này là treo ở bên đường bến Bạch, bên công viên bến Bạch Đằng này, nằm đối diện với lại đại lộ Nguyễn Huệ. Gió thổi ngày nào cũng thổi mạnh cho nên có những lúc mà cờ nó bị xé, nó bị ban rồi thì phải thay cờ mới. Hiện tại thì chiều tối gió mát, gió cũng khá nhiều cho nên là cờ điều bay phấp phới nhìn rất là hay luôn ha. Xe nhích nhích từng ly từng tí nó đi ngang qua đoạn này luôn mọi người. Ngày xưa khi mà chưa có làm cái con lương, làm cái hàng rào chắn ở giữa đó, thì chỗ này là kẹt xe liên tục, bởi vì là ở Nguyễn Huệ đổ ra đường Tôn Đức Thắng này thì mọi người quẹo trái và tình trạng là bích lối đi luôn, bởi vì quẹo trái thì chắc chắn là bị kẹt xe giờ cao điểm do quá nhiều xe đó. Cho nên sau này làm cái con lương ở giữa đường chắn lại thì nó đỡ kẹt hơn, tương đối là đi thông thoáng hơn nha. Đây bên trái mọi người đó là đại lộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Nguyễn Huệ ở bên trong đó, với những cái tòa nhà văn phòng rồi khách sạn, buổi tối lên đèn cũng rất là đẹp. Bây giờ nhìn Sài Gòn đẹp lung linh luôn nha. Tòa nhà khách sạn Riviera, khách sạn 6 sao của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đó, mặc dù là chủ đang gặp vấn đề nhưng mà vẫn tiếp tục đang hoạt động, buổi tối lên đèn nha, đèn LED khắp cái tòa nhà đó, rất là đẹp. Còn ngay góc này là chỗ khách sạn Majestic. Rồi trang trí của đường Hòa phố ngày Tết tới bây giờ vẫn để, có lẽ là để cho tới hết qua 30 tháng 4 luôn á mọi người. Năm nào nếu thấy cũng vậy, để kéo khá là dài nha. Năm nay thì trang trí đơn giản hơn mỗi năm thôi, bởi vì hết tiền rồi, nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp nè. Đi ngang được, bây giờ đi ngang được cái vòm này, rồi nhìn xuống bên phải công viên ánh sáng với cái đường hầm ánh sáng rất là đẹp luôn, màu đỏ hồng trang trí trong quan hệ văn hóa Việt-Nhật 50 năm kỷ niệm ngoại giao 50 năm Việt Nam-Nhật Bản. Bên trái khách sạn Majestic nhìn lại rất là lớn đẹp luôn nha mọi người. Khách sạn 5 sao kiểu cổ nằm trung tâm Sài Gòn với ba mặt tiền luôn, Đồng Khởi rồi Tôn Đức Thắng và Nguyễn Huệ. Bây giờ nhìn đây bên công viên bến Bạch Đằng nè. Wow. Bây giờ nhiều người đi dạo chơi trong đó lắm nè, với cái cảnh đồng ánh sáng này lung linh luôn. Bến Bạch Đằng buổi tối bây giờ lên rất là đẹp. Rồi bến Cầu Tàu nữa, có nhà hàng, quán kem, ngồi nghe nhạc, uống cà phê, thưởng thức khung cảnh về đêm lung linh như thế này thì quá tuyệt vời rồi. Sài Gòn thật sự là rất đẹp luôn nè. Đây cô bác anh chị mình nhìn nha, quá đẹp luôn. Oh, Sunday. Oh, 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 Monday.
Bây giờ thì xe buýt đang trên đường Nguyễn Hữu Cảnh nằm bên khu vực quận Bình Thạnh. Ở đây thì của ba anh chị mình có thể nhìn thấy tòa nhà Landmark 81 lên đèn rất là đẹp. Phía dưới là các khu căn hộ cao cấp xung quanh nè. Rồi căn hộ Sài Gòn Pearl vẫn đang có nhiều cái tòa nhà mới mọc ra nha. Rồi hướng này vẹo phải sẽ lên cầu Thủ Thiêm 1, nó liền giữa quận Bình Thạnh và bên quận 2. Thủ Thiêm trước á, bây giờ là thành phố Thủ Đức rồi. Bây giờ đang trên cầu nè, ngắm vào trung tâm Sài Gòn rất là đẹp, nên dạ ánh sáng xuống sông Sài Gòn không thua gì các thành phố ở hải ngoại luôn nha. Nhìn như là Thượng Hải hay Hồng Kông hay là ở những nước khác có khung cảnh mà gần bờ sông, trung tâm thành phố dạ đèn về đêm rất là tuyệt vời nè. Sau đó thì xe sẽ chạy vòng bên quận 2 này lên cây cầu Thủ Thiêm 2, nó liền giữa bên Thủ Thiêm với lại quận Nhất. Chỗ này hồi trước là Nick có review một video clip mà Nick đi trên cái xe buýt bụi trần này vào dịp trước Tết đó mọi người. Lúc đó thì có nhiều cái sự kiện diễn ra những ngày trước Tết, như là công viên chỗ chợ hoa hay là đường hoa Nguyễn Huệ vân vân, nhìn nó đẹp lắm. Nhưng mà ngày thường đi nhìn thành phố cũng lung linh quá đẹp luôn nè. Bây giờ hướng này là đi ngang qua những cái tòa nhà mới tại bên quận 2 hay là thành phố Thủ Đức bây giờ. Sau đó sẽ lên cầu Thủ Thiêm 2. Chỗ này là buổi tối các bạn trẻ hay dừng xe hai bánh ra đó đó, ngắm cảnh hai bên trung tâm Sài Gòn rất là đẹp luôn. Dưới là sông Sài Gòn mát, gió lồng lộng mát, rất là thích. Mà cầu này á, có một nét đẹp nữa là kiến trúc kiểu cầu dây văng á, nên nhìn nó rất là hay. Bây giờ lên cầu đây nè. Wow. Tí nữa là lên giữa cầu, mọi người nhìn thấy đèn dây văng ở giữa đó nha. Đây bên trung tâm Sài Gòn nhìn nó gần hơn nữa. Quá đẹp luôn nè mọi người. Khu vực trước mặt là đại lộ Lê Duẩn, ngày xưa là đại lộ Thống Nhất. Bên phải là Đại học Văn Khoa, ngày nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nè. Còn bên trái đó là Đại học Y Dược, nằm ngay góc đường này. Những tòa nhà này vẫn cho phép giữ lại vì nó mang giá trị cổ xưa đó. Và hướng này sẽ đi về hướng Dinh Thống Nhất, sẽ đi ngang qua chỗ là khách sạn Sovitel bên trái của bác anh chị mình nha. Khách sạn này 5 sao, nhưng mà nó lẳng lặng nằm ở trong một khu vực khá là yên tĩnh nè. Khá là sang trọng, nhưng mà ai không thích sự yên tĩnh quá thì ra ngoài Nguyễn Huệ hoặc Đồng Khởi ở. Còn ai mà thích sự riêng biệt, tách biệt thì ở khu vực này. Ở đây có nhiều tòa nhà văn phòng, gần đây là bên Đức nè, Thụy Sĩ nè, cũng xây dựng cái tòa nhà mọc lên ở đây nha.
Còn bên trái chuẩn bị đi ngang qua khu vực này là văn phòng của Hội đồng Anh. Tòa nhà này là của Hội đồng Anh nè. Luôn có những chương trình dạy tiếng Anh. Cũng đóng tiền học chứ không có miễn phí nha. Tòa nhà này cũng kiểu những năm 50-60 nên không có kiến trúc đẹp. Còn qua ngang qua trước mặt đó, qua cái ngã tư này thì sẽ đường trước mặt là đường như là Mạc Đĩnh Chi nè. Còn bên phải sẽ là trụ sở của lãnh sự quán Mỹ. Bên trái là văn phòng của Singapore Airlines. Lãnh sự quán Mỹ bây giờ là xây có lóc nhà thấp ở dưới đất thôi, không phải là tòa nhà cao tầng nha. Bức tường dài dọc bao bọc là mỗi buổi sáng. Nếu mà đi ngang khu vực này, các anh chị mình sẽ thấy rất là đông người xếp hàng vào trong để phỏng vấn, để có visa. Có thể là đi định cư, hoặc là đi du học, hoặc là đi du lịch. Rất là đông luôn nha. Nhưng mà do kiểm tra chặt chẽ nên thấy hơi lụn thụn phía trước, xếp hàng tùm lum phía trước nè. Rồi kế bên là lãnh sự quán Pháp, cũng bao bọc bởi những cái bức tường. Bên trong có rất là nhiều cây cổ thụ trong lãnh sự quán Pháp. Bên trái là tòa nhà M Plaza. Tòa nhà này ngày trước thuộc tập đoàn Kumo Asia của Hàn Quốc, bây giờ như là bán và đổi tên của tòa nhà rồi. Ở đây là ngã tư Hai Bà Trưng. Đây là tòa nhà Diamond. Diamond này đang được trùng tu sửa chữa lại sau Tết nên lên đèn cũng khá là đẹp đó mọi người. Bây giờ bên trong này làm mới lại sạch đẹp lắm. Bởi tòa nhà này là có trung tâm thương mại đã ra đời khá lâu, mấy chục năm rồi. Bây giờ phải trùng tu làm mới lại thôi. Vì nếu không sẽ không theo kịp thời đại. Buôn bán thì trước đây lúc mới khai trương thì đông lắm, sau đó thì vắng dần. Và bây giờ phải làm lại để có khách trở lại. Đây là đường Phạm Ngọc Thạch. Ngày xưa là đường Duy Tân đó, các bác anh chị và các bạn. Con đường Duy Tân chơi dài bóng mát á, nhiều bài hát ngày xưa có lắm nha. Bây giờ đổi tên là Phạm Ngọc Thạch. Và nhà văn hóa thanh niên này, dịp Tết là có phố Ông Đồ với lại phố Mai Vàng. Đây là tuyệt vời lắm. Nick cũng đã từng review ở khu vực này dịp trước Tết rồi, rất là vui ở đây luôn nha. Thì thẳng tí nữa là tới Hồ Con Rùa. Khu vực Hồ Con Rùa quá nổi tiếng xưa giờ rồi. Bây giờ cũng đang được làm mới là sạch đẹp. Lát để đi ngang nè, đi clear máy cho người xem. Đây, khu vực Hồ Con Rùa nha. Nhìn từ trên nóc xe buýt nhìn xuống nè, quá đẹp luôn. Rất là nhiều người ra đây ngồi chơi với bạn bè, uống nước, ăn lặt vặt rồi tán dốc ha. Nhìn rất là khang trang sạch đẹp. Mặc dù công trình này đã có từ rất là lâu, trước năm 75 nè. Sẽ nhìn trên xe buýt, bus này nhìn trên mui trần này, nhìn xuống thấy toàn cảnh tuyệt vời lắm. Rất là thích luôn. Đi xe ở dưới mặt đất nhìn ngang không có đã, mà nhìn ở trên cao nhìn xuống đúng là tuyệt vời. Đây là khu vực phía sau nhà thờ Đức Bà nha. Nhà thờ Đức Bà thì đang là một công trình khổng lồ nè, đang trùng tu sửa chữa rất là mất nhiều thời gian, qua mấy năm rồi nhưng mà Nick thấy là chưa tới đâu, chưa xong đâu. Vậy mới vừa rồi thì mới tháo được hai cây thánh giá ở trên đỉnh nhà thờ á, mang xuống đem về bên Pháp và châu Âu gì đó trùng tu làm lại, sau đó mới vận chuyển về Việt Nam để lắp ráp lại sau này. Cho nên là công trình này Nick nghĩ là còn kéo dài nhiều năm nữa. Bây giờ là ngay phía công viên phía trước nhà thờ Đức Bà là tượng Đức Mẹ Maria. Bên trái kia là tòa nhà bưu điện. Buổi tối ở đây cũng nhiều người ra ngồi dạo chơi ngắm cảnh ở khu vực này nha. Saturday.
Bây giờ là đang trên đường Đồng Khởi, ngày trước là đường Tự Do, trước đó nữa là đường Catina. Bên trái đó là khách sạn Continental, khách sạn Hoàng Cầu. Bây giờ tháo cái quả địa cầu trùng tu sửa chữa rồi, rất là đẹp nha, không còn thấy quả địa cầu treo trên đó nữa. Khách sạn này là một trong những khách sạn lâu đời tại trung tâm Sài Gòn. Bây giờ lên đèn cũng đẹp quá mọi người. Còn kia là khách sạn Caravan, rồi khách sạn Sheraton. Rồi xe dòm lại khu vực cỡ này là sắp kết thúc rồi. Phía trước nhiều xe quá, chắc là sẽ thả đoạn này thôi. Sắp kết thúc hành trình rồi mọi người ơi. Bây giờ thì hết tiền rồi, xuống xe thôi. Chào tạm biệt. Saturday.